quay cao đấy nhỉ, vui chơi ấy. Khác đéo sửa được, trước sửa thôi đéo sửa được. Hà hơi mồm thối cái nó kêu về từ bạn nó buổi sáng mà sáng em đã hẹn em đi làm cho từ hôm lên rồi. Cái cáp treo này đi từ đâu nhỉ? Từ dưới nó cháy lên, nó đi từ đây ra đến đâu ấy chứ? Công viên bãi cháy đây này, săn mua tôi thấy như này lên mặt quay mặt trời nha. Nào từ công viên nó đi một đoạn lên đến đây gì, đoạn mà tiếu chưa tầm gần chưa ra ba vườn đào lên chưa gặp nó rồi sắp xếp làm sao cho nó vẫn đi cái cắp treo này từ ngã ba vườn đào lên trước người ta xuống ngủ ở dưới chỗ khách sạn bưu điện à, đấy thì ngã ba đúng vườn đào luôn thì về khách sạn đắt rồi, đắt thật, 800-850 phòng ba bây giờ đắt rồi. Trước còn đắt đang quay phim đấy nhé, mấy bạn ít đâu chỗ ngã ba vườn đào rất đẹp. Mường Thanh như đấy check sang tí công ty mấy hôm kiểu với nhau với Việt như Hà Long đấy. Kiểu với Việt rồi báo cấp công nhân nó hơi 7-8 triệu nào. Bao nhiêu? 7-8 triệu. Ê, cái chung cư này văn phòng này chung cư ở anh nhỉ? Nhiều ấy. Lạnh quá. Đây chung cư ở anh văn phòng. Ở đây tòa này đẹp hết, nhìn view biển đẹp. Đậm chất đậm vàng thế này. Chạy hết 5 phút, 4 năm phút mới qua cái cầu này. Cái sân bay Vân Đồn này là 56 cây đấy phải đến kìa. Thế mà từ sân bay Vân Đồn này nó ra cái chỗ công ty này bao nhiêu xa anh ấy, đúng không, đi máy bay. Chứ gì bao giờ? Riêng ô tô chứ máy bay chưa đi bao giờ? 30 cây. 30 cây nào? Hơn 50 cây từ Cẩm Phả, từ Cẩm Phả đi Vân Đồn 50 cây từ đây gần 50.